Thì video ngày hôm nay sẽ là một video khá là đặc biệt. Thì chỉ còn một ngày nữa thôi là đến Tết âm lịch rồi, nên mình làm ra một cái video đặc biệt này dành cho mọi người nhân cái dịp năm mới này. Thì nội dung của video ngày hôm nay đó chính là reaction. Có thể mọi người nghe nó rất là lạ luôn, tại vì trước giờ mình chưa từng có làm video reaction lần nào cả. Đây chính là cái video reaction đầu tiên. Nhưng mà mình sẽ reaction cái gì? Mình sẽ reaction những cái video cũ của mình ở trên YouTube, để mà mình coi là hồi đó đến giờ mình đã thay đổi như thế nào. Như vậy thì cũng khá là vui phải không mọi người? Và đặc biệt là hôm nay chúng ta có một vị khách mời vinh dự tới. Mọi người có biết đây là ai không? Thì đó chính là So. Ok này So, chào mọi người cái coi. So thì hai, mình là So đây. Hôm nay mình sẽ cùng Long Hunter reaction những cái clip để xem Long Hunter từ xưa tới giờ đã thay đổi như thế nào. Mình cũng rất là vinh dự khi được mời. Rồi, chúng ta có cái danh sách phát ở đây. Mình đã tổng hợp lại những cái video mà mình sẽ reaction. Có những cái video cũ mình làm trên điện thoại, và có những cái video vlog. Và những cái video vlog mình quay mặt mình đây nè, nó cũng khá là lâu rồi. Và những cái vlog mà có thể các bạn chưa từng thấy, như là những cái này đây. Được rồi, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu reaction thôi nào. Chuẩn bị chưa So? Ok, let's go. Ok, let's go. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là VN Mobile. VN Mobile. Ông có từng nghe video tôi kể cái tên này chưa? VN Mobile á. Yeah, tôi có từng nghe rồi. Đây là cái tên đầu tiên khi mà mới làm YouTube đúng không? Đây nè, mọi người thấy không? Có vẻ bạn thấy tên của mình rất là lạ, vì nó giống như là một loại sim. Nhưng mà nguyên nhân mình đặt như vậy không phải là do mình đặt theo cái sim, mà mình đặt theo... Đây mọi người nhìn nè. Mà thực ra mình là người Việt Nam, và mình chơi mobile nên đặt tên là VN Mobile. Ông thấy cái tên thì nó sao, ông có hợp lý không hay là gì thế nào? Nghe rất giống cái sim. Tôi tưởng ông sẽ bảo nó là rất là hợp lý vì tôi là người Việt Nam chơi mobile chứ. Thôi tôi thất vọng quá. Không, mà nói thiệt, hồi đó tôi làm YouTube á, tôi đi đến đâu kiểu mà tôi gặp những người mà biết tôi làm YouTube, người ta sẽ nhắc tới tôi, gọi tôi là ê VN Mobile bán cho tôi vài cái sim đi, nghe hài thiệt á. Hài thiệt. Và tôi còn để ý đó là ông không hề mua bản quyền của những phần mềm này, vậy nó hiện rất nhiều logo của những cái phần mềm mà ông edit cũng như là quay ở góc bên phải ở dưới. Tôi thấy rồi. cái đống này nè, này thì Mobizen, này thì Video Show nè. Ôi, hỏi đẹp quá. Đầu cứ cứ xem thử cái tiêu đề coi. Cách làm 7 sấm sét siêu bá đạo. Siêu bá đạo luôn, nghe mà. Quá bá đạo luôn. Hồi đó tôi nhớ cái lúc mà tôi giới thiệu những cái video này, tôi giới thiệu cái video này là cho những đứa bạn của tôi trong trường. Ok. Và tôi thậm chí còn bình luận dưới đây, hình như mấy bạn vào video này để mà xem cái video đầu tiên của mình chứ gì. Ôi, cái bình luận này cũng 3 năm trước rồi. Tôi nói trước luôn là cái bình luận này, tôi bình luận cũng lúc là tôi làm Minecraft luôn á, vẫn còn làm Minecraft á. Và tôi cũng bình luận phía dưới đây luôn. Chào Long Hunter Gaming của 1 năm trước. Chào Long Hunter Gaming của 1 năm trước và 3 tháng trước. Và gần đây nhất chính là chào Long Hunter của 3 năm trước và 2 Long Hunter của 1 năm trước. Của 5 tháng trước hả? Làm ai ok. Nhìn hài thiệt á. Rồi, chúng ta hãy cùng tiếp tục với nội dung của video nè, để coi. Đừng nói tại vậy. Real. Thì tôi quay chơi cái điện thoại của bắp mà, chứ đâu phải điện thoại xịn đâu. Điện thoại nó hồi đó mua có tầm 2 triệu thôi à. Mà bây giờ cái điện thoại đó giá nó giảm còn chưa tới 1 triệu nữa. Yeah, tôi biết con đó rồi. Yeah. Bật mí cho mấy bạn luôn, mình giờ cũng cũng dùng một cái điện thoại y chang điện thoại luôn anh tên. ok, ông điện thoại ông như thế nào thì tôi cũng hiểu mà. Đi lấy gỗ thôi. Lấy gỗ thôi. Cái phong nó còn bị lỗi nữa. Nhìn nó kỳ cục á. Rất là kỳ cục. Đây là Minecraft BA nè. Nhìn rất hoài niệm luôn. Minecraft BA 1.2.0.91 nè. Lâu chưa ta, bây giờ BA bao nhiêu tôi không biết nữa. Cũng tương đối lâu á. Phải. Ok, lấy gỗ. Ai được một con gà. À, cái skin creeper kìa. Cái skin này á hả? Trời ơi, ai cũng nói tôi là bắt chước skin người ta, rồi gắn thêm cái mặt creeper vào. Đúng rồi, Slenderman đúng không? Đúng rồi, lúc này là Slenderman nổi nè, tôi dùng cái skin này gắn mặt creeper vào. Ok, có điều rồi, yeah! Chấm than, đẹp. Sao khúc mở đầu lâu vậy ta? What? Khúc mở đầu đúng lâu luôn á. Vậy tôi sẽ đưa một cái nhận định đầu tiên, đó là Hunter ở quá khứ rất là lời cắt video.
Ờ đúng rồi. Cái quá trình làm nãy giờ không cắt miếng nào luôn không? Tôi cứ làm luôn từ một lượt luôn, làm luôn từ một lượt luôn. Rồi hết luôn. Ông có thể tuân hành nữa được không? Tôi chán. Hình như trời sắp tối rồi. Ok. Ok, long tôi xin nhà. Cố tình chặt cây tới tối thiệt á. Phải xây một căn nhà mới được. Hoặc là ông sẽ chui xuống đất. Kìa kìa, có nhà sẵn kìa ông, nhìn đi. Ồ, có một căn nhà kìa. Một căn nhà sẵn cho mình kìa. Ha ha. Chắc chắn là một điều kỳ diệu mà. Chắc chắn là Long anh ta không xây trước đâu. Không có ai cả. Ồ, cái gì thế này? Ồ. Cái đường. Có cái gì phía sau luôn kìa, trời ơi. A đù. Quá. A đù. A đù. A xét đánh. A xét đánh. Chết liên tục. Chết liên tục. Cái gì vậy trời? Chắc cái map này phải bỏ rồi, bị Hero Bright ám. No way. Ừ, hay bỏ thiệt á không? Chứ tôi tin tưởng này không được luôn á. Vẫn là mình đây VM Mobile rồi. Cái này là không có gì quan trọng đâu, chỉ là hướng dẫn làm comment lock các thứ thôi. Mọi người cũng biết là hồi xưa mình làm YouTube là mình toàn làm về Minecraft, nhưng mà về comment lock, tại vì comment lock chính là cái thứ mình duy nhất biết. Với lại lúc đó mình không thể nào quay sinh tồn được, tại vì cái điện thoại mình quá yếu, chỉ làm được ba cái tutorial các thứ như vậy nè. Ừ, các thứ như vậy đó. Xong rồi đâu, hướng dẫn các thứ nè, rồi hết, kết thúc video. À mà mình phải công nhận á, là ngày xưa á, điện thoại Long Tơ rất là yếu. Tại vì mình cũng có một con y chang gì luôn. Mình biết nó yếu cỡ nào và Long Tơ vẫn cố gắng làm được những cái video này. Thì nó điều đó rất là đáng khen đấy chứ, đúng không? Ừ rồi, và đây chính là cái video thứ hai mình sẽ reaction. Đây chính là cái lúc mình vừa lập kênh YouTube. Thực ra tên gốc của nó tên là cách để trở thành pro trên YouTube bằng cách là đưa cái video ra khi người ta subscribe channel của mình. Nếu bạn subscribe thì bạn là pro. Mọi người thấy đây, đây chính là cái kênh VM Mobile của mình nè. Thực ra mọi người cứ nghĩ là VM Mobile chính là cái kênh cũ của mình, nhưng thực ra nó chỉ là vẫn là cái kênh Long Hunter Gaming luôn, chỉ là đổi tên lại thôi. Mọi người nhìn đi, đây chính là kênh của mình nè, chỉ có 6 người đăng ký thôi. Mình là YouTuber mới nên mong các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nếu bạn thích nó nhé. Và đây chính là cái video mà chắc có lẽ mọi người chưa bao giờ thấy đâu, bây giờ mọi người có tiền cũng không bao giờ thấy. Tại vì hồi xưa mình có cái kiểu là mình thấy cái video bị ít lượt xem quá, mình xóa. Nên bây giờ muốn xem lại cái video này cũng không có được nữa. Chán lắm, phải không? Rất buồn. Rất buồn luôn. Mình đoán là nội dung của video cũng không có gì đâu. Chỉ là cái ông này kêu người xem phải đăng ký kênh của VM Mobile thôi. Mọi người nhớ đăng ký kênh của VM Mobile nha. Ok, VM Mobile. Ok. Và đây chính là cái video thứ 3 mình sẽ reaction. Thực ra đây chính là một cái video phim Minecraft đầu tiên của mình. Và phải nói sao ta, nó có một cái liên hệ nào đó rất là đặc biệt với mình luôn. Tại vì phải nói luôn về cái lịch sử của video này á, là mình nhớ cái ngày thứ 6 ngày 13. Vào thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2017, nhà mình đã gặp nặng do mưa lớn. Mình cũng xém quay video mặt mình lên và bảo mọi người sẽ không làm YouTube trong một thời gian để chuyển nhà. Nhưng mình đã suy nghĩ lại và không đăng. Mình vẫn chưa chuyển nhà đến tận bây giờ. Và bây giờ chuyển nhà rồi. Thực ra cái nội dung video này là ngày thứ 6 ngày 13. Thứ 6 ngày 13 phải không? Jason nè. Mình làm các thứ nè. Xong rồi mình làm video này xong thì tối hôm đó trời mưa ngập nhà mình luôn. Rồi mình cũng quay video cái mặt mình đưa cái mặt mình lên gì nè. Hi, xin chào các bạn, mình là VM Mobile đây. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để thông báo là mình sẽ nghỉ YouTube một thời gian để mà chuyển nhà do nhà mình gặp nặng. Nhưng mà rốt cuộc là không có đăng và muốn xem lại cái video đó cũng không có được nữa. Chỉ là đây chính là một cái video phim thôi. Hồi đó sao mình cứ đam mê làm phim với ta. Còn gì hết à? Video này hướng dẫn hay sao không? Ủa, không phải là phim. Không. Hướng dẫn hay gì? Đây là hướng dẫn hay gì á, tôi không nhớ hả? À, khúc đầu là phim hay gì nè. Khúc đầu là mình vô tình gặp Jason thứ 6 ngày 13 nè. Xong sau đó là RIP VM Mobile, ngu có cửa mà không chạy ra. What? À, thoát ra là vậy á hả? Dạ, là có một cái gọi là chửi bản thân. Bây giờ vẫn chửi thôi chứ gì đâu. Bây giờ vẫn chửi mà. Yeah, you are so stupid. Im. Rồi đây là cái hướng dẫn các thứ và cái chất lượng video tôi không hiểu sao nữa. Nó bé tí. Ừ, cái dòng chọc xanh là cái gì đây tôi không biết nữa, chắc do cái điện thoại cũ của tôi á. Rồi gì ở đây. Nhà cái buồn cười. Đây là cái intro cũ của mình. Mình tự làm á. Mình tự làm thấy hay không mọi người, mình lên YouTube mình xem hướng dẫn rồi mình làm. Thôi kệ đi, ba cái intro này không quan trọng lắm. Mà quan trọng đây là cái gì đây trời.
Geometry Dash hả? Cái này có lẽ sẽ hơi khó hiểu với mọi người, tại vì đa số những người xem của mình không phải là xem mình chơi cái trò chơi này. Thì mình sẽ giải thích ngắn gọn luôn là cái trò chơi này chính là cái trò chơi mình đã gắn bó tận bây giờ, và hồi đó mình chơi cái trò này rất là dở. Thì mình cho mọi người coi luôn là mình chơi cái màn Styromat này nè, mình chơi mãi mà không qua được. Coi xong phía dưới bình luận mọi người bảo mình là Long Hunter chơi gà. Long Hunter chơi gà. Lúc đó chơi gà thiệt nên không biết nói gì luôn. Bây giờ thì mình đã biết được khoảng 3 con Extreme Demon rồi. Yeah, và bạn sẽ được thấy cái con Extreme Demon này sớm thôi, trước khi các bạn xem được video này. Ừ, con Extreme Demon thứ 3 này sẽ được ra thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Và đây chính là cái gì đây? Ờ, là cái intro này nữa hả? Báo mới nhất từ VN Mobile. Ok, VN Mobile. Chấm hỏi chấm than. Mình mỗi khi phải lật tên xuống xem bình luận chính. What the fuck? Tôi gắn này vô à? Tôi kéo này vô. Rồi, bạn quá mệt mỏi khi phải lật lên lật xuống để xem bình luận của mình trên YouTube. Ok, đây chính là cái ảnh kênh cũ của mình nè. Hình thằng VN Mobile ôm Creeper nè. Khá là dễ thương phải không mọi người? Cái gì đấy trời? Hồi đó mình xem gì đấy trời? Bất công thật đấy. À, cái này không có gì đâu, cái này chỉ là cái Facebook của mình thôi. Mình show mọi người cái Facebook đầu tiên mình từng thành lập. Và hơn là cái Facebook này mình vẫn dùng tới bây giờ không bị mất ạc. Chắc là mình do mình ăn ở tốt hay gì đó mọi người à. Show bị mất ạc. Do ăn ở thôi. Ok, thì cái này thực ra không có gì nhiều hết. Mình đã nói gì ta? Là bạn có thể chat với mình nè, rồi... Cái gì vậy? Mình tự chửi mình à? Mình tự chửi mình hả? What? Mình tự chửi mình à? Tôi tự hỏi là tại sao tôi chưa ẩn video này nữa. Và cái video này cái gì đây? Cái outro nè. Chắc chắn là trên mạng. Trên mạng thiệt, trên mạng thiệt. Không, hồi đó có ba cái outro intro mà 3D các thứ là rất là ngầu luôn không người. Mọi người làm YouTube ba cái giai đoạn này đó, có một cái intro thôi là rất là chiến rồi. Và đây chính là cái video reaction thứ 6 nè. Đây chính là một cái cột mốc rất là quan trọng. Đây chính là kỷ niệm 40 sub. Số giọng. Rồi mọi người nghe kỹ, mọi người nghe kỹ cái giọng mình bây giờ nha. Mọi người nghe kỹ cái giọng mình bây giờ nha. Mình không hiểu là sao nữa, mọi người rất là nhiều người xem của mình nói là cái giọng của mình nghe như ông già, người lớn hay gì á. Nghe kiểu nó già hơn so với cái tuổi của mình. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý luôn hả? Cuối cùng cũng giết được Winner rồi. Phát Long ơi, tôi dùng là anh giết nó chứ tôi chả chơi được đâu. Chết rồi kìa nào, nó còn nửa cây mà ơ. Tôi dùng lệnh để giết nó đó ông ơi. Dùng lệnh để giết nó đó. Quá là một ngày điên rồ. Điên rồ thiệt. Ủa là đã cái này là tôi đặt TNT hay là cho con. Tôi đặt TNT hay gì á. Đặt TNT nổ á, tôi chả bộ như là thằng Winter nó bắn hay sao á. Rồi nhà đây chính là nhà. Đây chính là nhà hình mặt Creeper. Nó cũng có liên hệ với cái skin của tôi nữa. Tụi xì ke dám xâm nhập vào nhà của mình. Ăn hắn là xì ke. Cái gì vậy? À đúng, đập xe là tên. Cái gì đây? Tranh rớt hết trơn rồi, tranh rớt hết trơn là do mình dùng lệnh, mình giết hết mấy con thực thể á. Cái gì đây? Có zombie nữa, hồi đó sao mình chữ thề vậy ta? Mà thôi kệ đi, không sao hết mà. Còn gì ở đây? Ô, khoảnh khắc anh bạn Long Hunter thần đá đỏ. Ghê gớm thiệt. Mình làm gì ở đây? Lo dọn rác các thứ, gì ở đây trời? 18 con mạch lóc trong cái gương. Thực ra tôi cố định để em trọng tại vì nó có liên hệ tới tôi á. Tôi dùng comment rock mà. Vậy ở đây. Sao làm mất thời gian quá vậy tôi cái coi. Mình chính là tình hình kênh của mình thế nào rồi đây. À đủ, cái điện thoại này hình như là cái này là cái điện thoại đúng không? Tôi tự gọi cái điện thoại của mình là cục gạch mà, đúng rồi. Ông kỳ cái dạng là pretend this is my phone. Ừ, giả bộ đây là cái điện thoại. Tại sao anh Huy Còi không đăng video nữa? 5 dislike. Biết rồi. Dislike phải không? Và ở đây là tôi được 43 người đăng ký rồi. Ok, và cái gì đây? Mọi người sẽ không tìm được cái video này đâu tại vì mình xóa rồi. Đồ Illuminati, no way. Hồi đó cái gì cũng chèn con nó vô tôi không hiểu sao nữa. Bị xàm á ông ơi. Quá là xàm luôn, thiệt luôn. Real. Im. Mấy bạn chuẩn bị nghe giọng mình nhé. Ok. Các bạn thấy mình làm video cái không, em phải giọng ông chắc chắn.
đang phải dòng không, đúng không? Tôi die from green. Đây, tôi đây, đây, tôi ghép chồng với anh chat vào tại vì cái video đó tôi bị nhiều dislike, và thêm nữa lát hồi tôi sẽ show giọng tôi tại vì được 40 người đăng ký nè. Ui dislike đi anh em, mà dislike đi các bạn làm vậy các bạn thấy không? Có người nói quyền thoại VN chat nhầm giọng của VN chat 2.V. rồi tới rồi đó. tới rồi thời này nó tới rồi. Ok, xin lỗi vì giọng giống như phê cần. Không, ông không phê cần đâu, đúng không? Ai biết đâu, ông nghe thử thôi. Mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là VN Mobile chứ không phải là VN Chat nha. Mình là VN Mobile chứ không phải là VN Chat nha. Nhớ vậy á, okay. Đừng có nhầm nha, không được nhầm nha. Nhầm là cái gì? Wow, ok, và hôm nay chúng ta... Mục đích của video này chính là mình sẽ show giọng cho các bạn nghe. Và các bạn đã nghe giọng của mình rồi đó. Thì... video cũng sẽ sắp kết thúc rồi, nên mình sẽ làm cái này. Hỏi. Rồi ok, đâu ra. Không biết đúng không ta? What the? Ôi xàm quá à. What the? Là đồng hành 4 năm trước. Nè phải 4 năm, 4 năm. Không, 5 năm trước đúng không? Cái gì? Gần. Hơn 4 năm. Ừ. Hơn 4 năm rồi. Ok. Cảm ơn các bạn vì 40 subscribe. Ờ, thật ra cũng có ý nghĩa. Và mình cũng tiện thể nói thêm, trong những video sắp tới này, lỡ có video nào mà mình không dùng giọng, có nghĩa là video đó ở ngoài rất ồn, nên mình không thể làm video có tiếng được, nên có khi có thể mình làm được, mà có đi mình cũng không thể làm được. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ các bạn nhớ like, share video này và đừng quên subscribe cười. Video của mình nhé. Buồn cười vậy. Buồn cười gì? Buồn cười gì? Cái gì mà buồn cười? Có gì buồn cười ở đây? Ôi trời ơi. Giọng ngày xưa á, tôi không là giọng ngày xưa nó cứ tôi không hiểu ông đang nói gì luôn. Ông cứ nói vòng do không hiểu gì. Buồn cười vậy. Rồi. Tiếp bị. Rồi chúng ta sẽ cùng đến cái video thứ hai. Okay. Bắt đầu và video nhanh gọn lẹ luôn. Khúc đầu là quay cái mặt xong rồi ok. Rồi mọi người có thể cái video này thấy đánh dấu một cái dấu mốc khá là quan trọng mà đó là nút bạc đấy. 100.000 sub đấy. Ok. Thì mình sẽ nói luôn một thông tin thú vị cho mọi người nghe luôn. Là mọi người nhớ cái video mà mình được 40 sub là vào ngày 20, không, ngày 19 tháng 11 năm 20, năm bao nhiêu ta? Năm 2017 nè. Rồi tới ngày 20 tháng 11 năm 2018, đúng một năm luôn là mình đã được cái nút bạc. Không, mình đã được 100.000 người đăng ký. Và đến tận ngày này nè mới được nhận cái nút bạc nè. Lúc mình nhận nút bạc là mình đã được 130.000 rồi. Vấn đề quan trọng đây là mọi người đã ủng hộ mình nhiều đến mức mà mình đã được 100.000 người đăng ký chỉ sau một năm kể từ cái dấu mốc 40 sub đó. Và để mình coi cái video mở nút bạc này xem nào. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình nói nhỏ quá. Chào nhỏ thật. Với trình độ của mình Long Hunter. Và video ngày hôm nay mình sẽ bao nhiêu năm rồi ta? Bao nhiêu năm rồi ta? Còn VN Mobile nữa. Lúc này không còn VN Mobile đâu, này đổi tên thành Long Hunter rồi. Và cái này là 3 năm trước rồi. Video này là 3 năm trước rồi. Ok. Nhà nút bạc được 3 năm rồi đó. Mọi người muốn xem nút bạc của mình hiện tại không? Để mình lấy cho mọi người coi. Thì ok. Cái nút bạc của mình nó đây nè mọi người. Em nó vẫn đẹp như ngày nào hết mọi người. Em nó vẫn đẹp như ngày nào luôn. Thấy không? Rồi ok. Chúng ta để nó qua một bên. Để đây có gì mọi người ngắm thôi. Để đây đi. Đây. Để đó đi. Rồi. Hãy cùng tiếp tục reaction cái nè. Mở nút bạc cho mấy bây giờ ông trong ông gầy hơn bây giờ, hồi xưa ông gầy phết. Hồi xưa được gầy mà thực ra là cái nguyên nhân tôi tăng cân á, tại nguyên nhân tôi tăng cân thì mọi người cũng biết rồi, đa số mọi người cũng suy luận được rồi, đó chính là do dịch đã làm cho mình ăn nhiều hơn, ít vận động hơn, và mọi người có thể gọi đó là ngải heo á. Bây giờ mình đã tăng sâu cũng chính sâu cũng chính ngải heo luôn hả? Ok. Ai tôi để ý là ai mình quen mình từng biết á, tôi cũng dính ngãi trơn sau cái vụ dịch á. Do mình quá háo hức nên mình đã mở sớm. Ít ra là mình đã thành thật. Không nói kiểu là mình đã chưa mở. Đã mở rồi. Nhưng cũng thấy mình thấy khách tiếc. Người ta thường làm
clip mà mở nút bạc cho mấy bạn xem, nhưng mà mình không kiềm chế được mình đã mở luôn rồi. Thành thật thiệt, lúc đó là tôi mới đi học về á, rồi tôi thấy mẹ tôi nói với tôi là người ta mới mang cái gì về nút bạc kìa, tôi mới ô bất ngờ tôi mở ra trước luôn rồi. Tiếc thiệt á, không có cho được cái reaction thiệt của mình. Rồi mình lấy cái nút bạc ra xong mình bỏ vào cái hộp rồi mình làm cái video này á. Bây giờ mình sẽ đóng kịch giả bộ như là hôm nay mình nhận nút bạc nha. Gì trời? Gì trời? Có cần phải nói ra không vậy? Có cần phải nói ra là hôm nay mình sẽ đóng kịch giả bộ là mình sẽ mở nút bạc nha mọi người. Cười gì trời? Bỏ tài luôn. Bỏ tài. Ok, xin chào các bạn. Ok, xin chào các bạn. Lòng Hunter khóc thét khi xem cái video cũ của mình. Die for green. Trời ơi, cái gì vậy trời? Mình đã nhận được nút bạc rồi. Đó, mình đã nhận được nút bạc. Nút bạc của YouTube đàng hoàng của YouTube. Nhìn quá mặt kia buồn cười. Nhưng là họ, bọn họ rất là chu đáo, bọn họ đã mở sẵn cái hộp cho mình rồi. Không, buồn cười trời. Man, thật sự là hồi xưa là khi mà hước cộng ra đã tới này luôn á. Cái cậu khi mà hước cộng. Ôi, what the fuck. Hey, họ là chu đáo mà họ đã mở cho mình cái hộp này luôn rồi. Quá đồ hóa nghe thâm quá, thề. Khỏi cần phải mở gì cho mệt. Bây giờ mình sẽ lấy cái hộp nút bạc ra. Ông nhìn cái gì trên trần nhà đấy? Mở hộp ra sao? Thôi mày tí. Ai biết đâu. Tôi hay bị liếc á. Tôi hay kiểu tôi không nhìn cái quen camera, tôi cũng liếc. Có thể là bây giờ tôi liếc nãy giờ, tôi quay video tôi cũng liếc, tôi cũng hay á. Yeah. Ok. Đây là một tờ giấy của YouTube. Tiếng Anh là... Khoan, tại sao ông lại gọi cái này là tờ giấy? Ông phải gọi cái này là thư cảm ơn chứ. Tôi cũng biết đó là cái gì đâu, tôi gọi là tờ giấy thôi. Tờ giấy? Nghe thô. Gọi là tờ giấy là tôi cũng biết đó là cái gì đâu. Ồ... Ok thôi, ông cứ xem tiếp đi. Ơi. Tiếng Anh đàng hoàng luôn, mình làm biến dịch quá, mình sẽ tạm để nó vào bên. Không biết dịch đúng hơn á. Đây là chẳng có gì. Real. Chỉ có tờ giấy, cái hộp với lại cái nút bạc thôi. Đây, nút bạc đó được bỏ trong cái bọc ni lông này. Ê. Ghê vậy. Nút bạc mới. Ghê vậy. Hoa dữ luôn. Mở từ hôm qua rồi, năm nay mình còn mới tin luôn. Cái gì trời? Mới tin luôn. Mình sẽ chiếu lại gần cho mấy bạn xem. No, what? Đây. Kỳ hỏi kìa. iPhone luôn, quen quá. iPhone 5 luôn á, ghê không? iPhone 5 á. Dữ dằn. Là Long Hunter Gaming nè, đạt 100.000 người đăng ký nè. Rồi logo YouTube nữa đây nè. Ghê vậy? Và mấy mình đang quay là mấy iPhone 5 nha mấy bạn. Có cần phải nói ra không? iPhone 5. Ừ. Còn cái mình đang quay game á là iPhone F1. Có cần phải nói ra không? Giống bạn kiểu ai hỏi. Mình ừ, ai hỏi. Đúng vậy, độ tuổi của mình khá là nhỏ. Nhưng mình đã đạt được ở nút bạc cũng là điều đó khá là phi thường rồi. Khoe hả? Trời ơi. Ủa, trời ơi trời. Hồi đó tôi nói ngọng hay gì đó ông, tôi nghe. Ông nghe cái giọng tôi nghe nó ngọng vậy? Yeah, nó cũng hơi chớ xíu. Chứ giờ tôi không, giờ ông thấy giọng tôi có ngọng không? Yeah, giờ thấy giọng bình thường. Ok, bình thường phải không? Ok rồi. Rất là già. Là người nhỏ tuổi nhất Việt Nam nhận nút bạc. Ai? Hu. Tôi không biết là sao tôi lại tự nhận mình là người nhỏ tuổi nhất Việt Nam nhận nút bạc. Chắc lúc đó tôi không biết là có ai khác nhỏ hơn mình nhận nút bạc hay gì á. Lúc đó tôi nhận nút bạc khoảng bao nhiêu ta? Để nhìn coi. Lúc đó khoảng 15 hay gì á. Tầm lớp 8 tầm. Lớp 8 á, lúc đó mình lớp 8, bây giờ mình lớp 11 rồi. Cũng lâu rồi. Yeah, cũng lâu rồi. Một khoảng thời gian rất là dài. Sao ok, giờ bỏ trở lại. Từ từ bỏ trở lại cái bọc. Cũng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mấy bạn nên mình mới. Sao nói chuyện nhăn cái mặt gì vậy? Nhăn cái mũi á, hiểu không? Hiểu. Kiểu tôi đang
Làm cái này là như là kiểu đang chịu đựng hay gì á. Suffer. Suffer. Nhận được cái nút bạc này thì chỉ là thành quả sau 1 năm trời. Một năm trời thiệt. Năm mà kêu đó. Công dụng sáng. dùng nó làm gì? Dùng nó để treo lên tạch, treo lên tường, nhưng mà hiện giờ chưa có đinh để đóng lên tường để mình treo What? lên tường Ông định đóng cái nút bạc trên mà dùng trên cái sau tường lưng luôn chỗ. Thực ra là nút bạc có chỗ đi phía sau có hai cái chỗ mà treo á, gắn vào treo kìa, thấy không? Giờ mình không có chỗ nào để đút bạc hết nên Ông là đoán tôi sẽ làm gì rồi đó. Tôi không đoán được. Tôi không đoán được. Ông đoán Yêu. này, ông đoán là tôi sẽ bỏ lại bọc, bỏ lại vô bọc Thiệt. Thiệt tôi phải bỏ vào Thế bọc là vị trí ban đầu. đồ Làm ngược lại như hồi nãy, bỏ cái bọc ni lông này. heo. Vượt lại như hồi nãy. What? Trời ơi. Đặt cái tờ giấy này lên lại, cái hộp, xong rồi bỏ lên cái hộp này lại. Đoán là chắc cũng ông thay ra thay vô mấy lần Đúng rồi. trước khi làm này. Mình sẽ Ông đoán hay vậy ta, có lần tôi nói trước luôn, tôi nói một cái điều này rất là bất ngờ luôn nè. Thực ra là đã quay một lần hết kiểu mở nút bạc ra xong rồi đóng nắp lại xong rồi xin chào tạm biệt rồi đó. Thực ra là lúc đó quay bằng cái điện thoại khác nên cái chất lượng video nhìn nó rất là kỳ, nó phải quay lại. À, nó đi ông nhưng mà có lý. Đó là tôi rất là bực mình luôn á. Gì trời, lẹ lên, mỏi vậy. Xong. Ok. Ok. Y như là mình mới nhận lại thêm một lúc bạc nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn nhớ like, share, subscribe channel của mình. Và đừng quên nhấn cái chuông để nhận thêm thông báo từng video kênh của mình nha. Ok. Nhìn đâu Chào vậy và hẹn gặp lại. Thôi, Nhìn đâu vậy? Ai run away? Sủi. Ở chỗ này. Ok. Chưa gì để qua video mới luôn rồi. No. Thực ra là cái video này khá là dài, nó dài khoảng hai mấy phút luôn nên mình sẽ reaction sơ sơ thôi, không phải là reaction hết full như cái video mở lúc bạc. Rồi, đây chính là cái video gì đây? 3 tháng kể từ lúc mình nhận nút bạc hả? Rồi, 3 tháng kể từ lúc mình nhận nút bạc nha. Đâu rồi, để coi. Ok, hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình Long Thanh Đạo đây. Và video ngày hôm nay Chào chào công nghiệp. Sẽ đi về quê thăm bà ngoại của mình. Sao mắt tôi cứ chớp hoài ta? Không hiểu á. Mà hôm trước tôi làm cái video kỷ niệm 500k sub tôi cũng chớp chớp vậy á. Real. Cuộc hành trình này sẽ kéo dài trong 2 đến 3 ngày. Thiệt luôn. Channel của mình sẽ đúng rồi. Không làm clip trong thời gian đó. Nhưng mà bù lại. Trời ơi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Đó, thì mình có Của thể mình quay lại những cuộc hành trình mình đi. Vậy là sao? Tôi giơ hai ngón tay lên làm cái gì? Giờ hai ngón tay lên là cái gì? Dù thăm có bà thuộc ngoại thôi em. Nè, thôi có thể mình đi vòng quanh cái chỗ bà ngoại của mình ở á. Thì trước khi vào cuộc hành trình này các bạn nhớ like video, share video và đừng quên subscribe cho kênh của mình nha. Và đừng quên ấn Anh đẹp chuông để nhận thông báo mới từ kênh nha. 2000 years later. Hẳn là 2000 năm. Ok, bây giờ thì mình đang ở bến xe miền Tây. Người phía trước mình là cậu của mình nha. Thì Website. mình sẽ đi trước tới Cần Thơ. Vì đó là quê ngoại của mình. Thì chuyến đi này Ơi, Cần sẽ Thơ kế Đồng dài Tháp trong nè. 3 Kế nhà số. Cái nhà số à? Đồ thôi mình không kế nhà của Cần Thơ đâu. Cái gì đây? Ông thấy tôi nhanh video, bật tốc độ nhanh lên. Giờ bật, tắt bật, quảng cáo đi. Bật nhanh lên, nó mới buồn cười lắm. Kệ đó. Sau 3 tiếng thì mình đã đến với Cần Thơ rồi ha. Thì bây giờ mình muốn tới nhà mình thì mình phải đi trên xe trung chuyển tới đó. Thôi, tôi nói trước rồi, lên hai buồn cười lắm. Thế thôi, 1,25. Nhưng hai nó buồn cười lắm. 1,25 thôi, chắc là lẹ xíu được rồi. Không, nó hồi tôi cứ bấm tua gì thôi. Cái gì vậy? À, ý tôi nói là thăm bà ngoại của mình chứ không phải bà ngoại Rani. What? Hay. Cái gì là đây chính là tôi ngồi trên xe. Ngồi trên đúng xe thì ta chở tới nhà ngoại tôi. What 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 the hell? What? Ok, tiếng cười ghép ghép hưởng tiếng cười chưa? Ghép hưởng tiếng cười vào nghe hài hước tiệt á. Ha hài hước. À, hài so hước. So đất cười. Cười. Rồi. À đâu. ok, ở đây có mấy con chó nè. Mấy con chó này khá là quý tôi mà bây giờ mấy con chó đi mất tiêu rồi, nó bị bắt mất tiêu rồi. Buồn lắm mọi người ạ. Rất là đất.
rất là dark. Ok. Dark và every. Ôi, ông biết hơi, ông biết hơi sáo lắm, kinh tế. Ngó đến mình luôn. Sao biết hơi sáo à? Quê vậy? Ông, ông biết, sao ông biết? Ở đằng kia cái nhà mà đơn sơ cũ cũ á là cái nhà của ngoại mình. Chúc mừng tôi phết. Ok. Đâu coi. Đâu coi. Chào mũ. Chào gì vậy? Về đây, ngồi với con ai không? Ngoại biết con là ai không? À. Ngoại biết con là ai không? Không biết ai đâu, giờ thấy đường xa giờ không biết ai. Ờ, à, cái buồn kìa. Cầm cầm rung thế. Tôi có quen quay vlog đâu nên cầm tay rung á. Lâu rồi không gặp bà ngoại ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào vườn của bà ngoại mình cho các bạn xem nha. Cái này là trời ơi. Đâu 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 đâu. Đù. Ôi trời ơi trời. Đi điện nói. À đó là em họ với quê á. Là mày không? Thôi đi ăn cầu này thấy sợ sợ sao á. Trời ơi. Lệ cầu hiểu cũng sợ hả? Non dùm rồi. Non dùm em. Quá trời xòi luôn ha. Rồi cái này chỉ là review buồn xòi các thứ thôi. Để coi à bồ câu các thứ nè. Con chim hả? Gì? Con chim. Gì đây? Ok. Giờ thì mình sẽ ở đây chờ đợi một người. Thì đó chính là ai? Thì chính là ba mẹ của mình á. Ok. Ok rồi. Okay. Dưới đây là cái gì? Đêm rồi. Trời khá là tối. Tiếng ve lâm la nè. Tối. Đục cái trái hay tiếng ve? Tôi nghe được có tiếng ve gì vậy? Thôi đúng. Ông biết tôi phải tiếng ve hay gì không? Tôi gọi là tiếng ve á. Lâm này trời. Nó tiếng dế không? Phải tiếng dế à? Dạ ok, chắc một ngày của mình tới đây là hết rồi. Thì mà biến vô khác. À đù, thằng cu rất là chân lành. Bây giờ mọi người trong đây thì ăn uống này nọ thì sáng hôm sau thì biết. Thì cuộc hành trình của mình sẽ như thế nào thì các bạn hãy xem tiếp nha. Trời ơi, cuộc hành trình rất chi là thú vị okay. Mọi người à. Trời đã sáng rồi các bạn. Yeah. Mình phải làm gì đây? Dạ bà ngoại. Ai quá tâm bà ngoại. À, qua thăm bà ngoại hung hết các kiểu. Ghé thăm bà ngoại. Về. Yeah. Gì vậy trời? Đi thôi. Ê, Gon nè, chó của mình nè, nếu mọi người có xem thì nếu như mọi người có xem cái video của mình không phải nói sao ta. Thực ra là rất hiếm người biết là mình có một con chó. Nói chung là con chó của mình rất ít khi xuất hiện trên video của mình nên rất là ít người biết. Và con chó này yeah sẽ có video dưới đây sẽ là reaction về con chó nè. Rồi ok, yeah. Tiếp tục thôi. À. Ok, bây giờ mình với anh mình sẽ ra quán nước để. À cái này chỉ là tùm lum tùm la các thứ thôi, chỉ là đi qua quán nước rồi uống nước các thứ rồi ngắm cảnh tùm la rồi bla 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 bla. Gì đây? Nước ở căn nhà. Thì mình sẽ ở đây quá mặt tỉnh quá. Ok, qua tua gì đây trời. Gì đây? Đủ. Cú te dữ. Cú te dữ à? Cái gì đây? Hình như quán này đi về đúng không? Cái này là, không, này không phải đi về mà cái này là đi qua siêu thị để mà mua đồ ăn giặt các thứ á, rồi chở theo nè. Rồi ba mẹ mình chở theo con chó này, con chó nó đang ngồi ở đây nè. Nó đang vịnh. Nó đang vịnh trên đây nè. Đó. Không hiểu sao con chó đứng hay vậy ta. Mấy năm trời ba mình chở nó mấy năm trời luôn mà nó chưa bao giờ té. Yeah, chó khôn à. Rồi ở đây là đi siêu thị các thứ rồi. Lúc này là mình cũng ngại ở siêu thị mình nói chuyện lắm á. Nói thiệt. Cũng khá là ngại ở siêu thị. Rồi xúc xích. Cá viên, bò viên, các thứ pizza, chả cá. À cái này chỉ là đi về thôi. Cái này là gì đây? Cái này là gì đây? Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi nha. Thì bây giờ á, thời tiết cũng khá là ổn định luôn. Giờ là nắng nhẹ thôi à. Không có nắng nhiều nãy đâu. Với lại cũng gió nhẹ nữa. Thì cái gì cũng nhẹ tiện dụng lúc thời tiết như thế này mình sẽ đi với cậu của mình hay anh của mình á đi hái xoài. Nói chung là nói câu thở câu
Mày bị sao vậy trời? Cái gì đây? Trời ơi. Đi hát xoài. Ngỗng á. Ngỗng. Ok. Hái xoài các thứ nè. Rồi cái này cũng khá là bình thường thôi, chỉ là đi hái xoài nè. Và khúc sau lâu á. Khúc sau là con chó của tôi đi chung với ba tôi vào vườn xoài á, đi riêng nè, xong rồi con chó thấy cái mực nước có đống rêu xanh xanh, tụi nó nghĩ là nó có thể bước lên trên đó nên nó nhảy xuống mương. Gà nước nhẹp luôn. Kiểu vậy á. Rồi nhìn này. Hái xoài cậu của mình thì thằng Gon với ba của mình ra ngoài vườn xoài. Thằng Gon đi dạo với ba mình mà tình cờ nó thấy một cái mương á có nhiều lục bình quá, nó tưởng là cỏ hay sao, nó nhảy xuống rồi rớt xuống mương luôn. Trời ơi. Rồi mô mình các thứ có gì đây, rồi Long Hunter chải tóc vuốt keo các thứ nè. Cái gì đây trời, nói gì đây. Ok. Bây giờ thì mình phải đi về rồi mấy bạn. Thì cuộc hành trình đi thăm bà ngoại mình có lẽ không có thú vị cho lắm. Thì bây giờ mình sẽ tạm biệt bà ngoại của mình thôi nha. Nó ngọng quá trời luôn, không hiểu sao. Con nghĩ đi theo mình hoài ta. Con quỷ. Tao đi. À chuẩn bị về. À đây là chỉ là tạm biệt đi về thôi rồi. Ủa sao nói chuyện tôi cứ cầm cái cổ hoài vậy? Không hiểu sao tôi nói chuyện. Nó nghe nói chuyện kiểu cầm cái cổ vậy nè, không hiểu sao. Không biết nói gì. Không biết nói gì. Rồi âu yếm các thứ rồi về nhà rồi tạm biệt tạm biệt. Bye bye thôi. Thì cũng phải khoe con chó nữa. Cái gì cũng phải khoe con chó nữa. Trời ơi. Rồi chúng ta đến cái video tiếp theo chính là thử thách giải Rubik những khối Rubik siêu khó và đó chính là cái intro cũ của mình à. Tức là bây giờ mình không có xài ba cái intro cái này nữa, tại vì ba cái intro này bây giờ không ai xài nữa, kiểu nó quá lỗi thời rồi. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Cái gì vậy trời? À, tôi giải thích là tôi sẽ giải những khối Rubik 7x7. Ghê quá dữ dàng luôn. 6x6. 6x6 nè, quá dữ luôn. Rồi tôi ngồi được xem bao nhiêu ta? Bao nhiêu lâu ta? Bây giờ mọi người có biết cục 6x6 như thế nào không? Để mình cho mọi người coi. Bây giờ nó chỉ là một cái bọc ni lông chứa những cái mảnh vỡ của nó. Nhìn đi. Nó bị vỡ tan thành nhiều mảnh luôn rồi nè. Cục 6x6 của mình á. Cục 7x7 thì bị tịch thu rồi. Bị cô tịch thu rồi. Chán thiệt. Ok. Rồi ok, chúng ta hãy cùng tiếp tục thôi. Cái này chỉ là giải các thứ nè. Mấy cái này không quan trọng đâu. Rồi dưới đây. À có bước nữa là. À về sau nữa là mình có là cái gì đây? Mặc áo gì vậy? Du lịch Hà Tiên. Ôi cái áo huyền thoại. Ông biết cái áo đó hả? Biết, nó là nói chung là mỗi khi ông đi du lịch chỗ nào nó mấy cái áo kiểu này nè. Dường chỗ nào cũng có. Cái này tôi đi lâu lắm luôn rồi đó. Cái này tôi đi hồi nhỏ vẫn mặc. Ừ ok, rồi tiếp theo nữa. Này là 7x7, tôi giải 7x7 các thứ. Không có gì đặc biệt hết, chỉ là tôi giải thôi, tôi giải nó thôi. Còn cái này cái này là tôi giải 3x3 bịt mắt. Này 3x3 bịt mắt thiệt nha, chứ không phải mình giả bộ hay gì đâu. Bịt mắt là có thể chơi được bịt mắt á. Mình có thể chơi được bịt mắt á. Dữ lắm phải không? Quá ghê luôn. Cũng phải trải qua một cái quá trình luyện tập rất là gian khổ mới đến được cái bước như này á, hiểu không? Cái gì đây? Ngồi xem. À đúng rồi, tôi nhớ lại những cái vị trí của những cái khối, những cái cục trên đó. Nói chung là nhớ lại vị trí xong rồi giải thôi. Thời gian nhớ là 1 phút 6 giây rồi quay. Mọi người nhìn này, quay thiệt nha, chứ không phải gì đâu, này quay thiệt á. Đó thấy không? Rồi nè, ông nhìn đi, tôi quay dần dần ra nè. Dữ. Đó, này là quay thiệt nha, chứ không phải là ảo thuật gì đâu, này là quay thiệt á. Ok. Bao nhiêu lâu ta? Ghê vậy. 2 phút 9 giây, quá dữ luôn. Cả thời gian nhớ, cả thời gian giải luôn. Nhưng là thất bại nè, tôi ghép vào những cái lúc mà tôi thất bại. Tôi quay không ra được 6 mặt. Tôi quên giữa chừng. Quên giữa đoạn. Rồi cái này là gì đây? Nhìn thấy chi gì? Cây thiệt cái bộ. Rồi cái này nhìn tưởng đâu 6 mặt rồi, ai ngờ đâu sai một cục. Trời ơi, what the hell. Rồi này chỉ là như vậy thôi. Còn đây là cái video gì đây? Đi thăm vườn chôm chôm siêu to khổng lồ. Mình đặt cái tiêu đề siêu to khổng lồ. Lúc đó giờ Bạch Tân Vlog khá là nổi. Vườn chôm chôm khổng lồ luôn. Ok. Đi coi. Hey. Trời, em lộ ra cái răng mẻ kìa. Shit. Mình là cháu của bà Randy đây. Thì hôm nay á mình... Cháu bà Randy. Nghe mà áp lực. Áp lực quá ông ơi, nghe áp lực thiệt á.
sẽ đi chơi một ít chôm chôm để về mà ăn nha các bạn. Mình sẽ chơi một ít chôm chôm về mình ăn nha. Chơi chữ hay á. Rút lấy. À tôi đi hay đi chôm chôm. Mình không được leo cây rồi. Ok. Quá. Cái này chỉ là hái chôm chôm các thứ thôi, không có gì đặc biệt hết. Chỉ là đi vòng vòng hái chôm chôm. Đẹp ha. Dừng đẹp hết. Cái gì đây? À. Cái này ngứa quá à. Cái gì trời. Ổi nè. Ủa không phải ổi. Quê. Ngứa quá, chửi luôn, cái này ngứa quá à. Trời. Bữa năm rồi, bữa gì vậy mà? Bữa năm rồi. Đúng là bữa năm rồi nè. Ôi trời ơi, đừng làm gì. Rất bẩn quê. Đất rất bẩn quê. Làm hình tờ rầm quá. Ừ, hai đồng đó đi. Cái gì vậy trời? Ừ. Ai. Vậy đó hả? Hai hút ra, keo hút ra. Trời không ghép kiếm áp sao phát vào nữa hay thiệt á. Chôn chôn chôn. Đó là chôn á. Hái đi hái cầm. Khỏe quá trời. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ăn đi. Tới hiện, tới hiện, tới hiện, tới hiện. Ôi giờ phải dừng lại đi Long Hình Tờ. Mày có đây dừng lại được hay không? Dừng lại đi. Hái đi, hái cầm vô. Ôi. Học làm cái gì? Gì? Học rớt luôn. Hài vậy. Học rớt luôn. Sao? Học rớt cái nào luôn? Thì tôi biết tung hứng mà ông ơi. Bây giờ hả? Bây biết hả? Ghê vậy. Trời, lúc nào thứ thôi. Sàm quá à, tôi nói sàm ghê luôn á. Cái gì vậy? Tôi chịu hết nổi ông ơi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Rồi, cũng là đứa chán bỏ về luôn rồi, đứa này đứa chán nó bỏ về rồi. Thì đứa chán nó bỏ về luôn. Rồi xong mẹ tôi đứng đó quay tiếp hay gì á. Rồi bla bla rồi thôi, gọi này là... Ok. Thì chúng ta đã có phần video vô cùng là đặc biệt. Nó gọi là video đầu tiên của mình từng đăng trên YouTube. Từng đăng YouTube nha, chứ không phải là video đầu tiên của Long Hunter Gaming. Đó chính là Long Hunter Vlog. Thực ra ban đầu tên của nó là Long Trần. Lúc đó mình chưa nghĩ ra cái tên gì hết trơn, mình cứ để vậy á. Video đầu tiên thiệt nè, này là video đăng trước cả cái video đầu tiên của Long Hunter Gaming nè. Trước luôn, trước cả VR Mobile luôn. Tại sao? Đây, đây là video mình chơi Roblox. Mà không hẳn là mình chơi Roblox nữa. Phải nói sao ta? Hồi đó có một cái máy tính mà mình với thằng bạn của mình ngồi chung với nhau. Kiểu một thằng ngồi chơi, một thằng ngồi coi á. Thì lúc đó đến lượt thằng bạn mình chơi. Rồi thằng bạn mình chơi xong mình ngồi coi. Rồi cũng quay video lại. Quay video bằng cái phần mềm của Roblox luôn nè. Xong rồi sau đó mình đăng YouTube chơi gì đó. Rồi lum la. Chỉ vậy thôi mà mình video đã... Ừ không edit gì hết trơn. Lúc đó không biết edit đâu. Và mọi người cũng nghĩ luôn là sao cái này là trên máy tính. Thì mọi người, mình nói cho mọi người nghe luôn, đây không phải là máy tính của mình, đây là máy tính của cô mình. Mình mượn máy tính của cô mình chơi. Vậy đó. Chứ thực ra là mình đầu không có máy tính đâu. Đừng có nghĩ là tôi nói dối hay gì nha. Ok. Cái này chỉ là gameplay. Gameplay tôi chơi Roblox. Ờ, chơi Roblox cướp ngân hàng. Ok, khá là hay. Và cái video này tôi bình luận kiểu mà tôi tự nhắn chữ vào trong cái thanh chat của Google Doc á. Kiểu vậy đó, thấy không? Và tôi chat bằng tiếng Anh. Biết sao chat bằng tiếng Anh không? Tại vì hồi xưa có ý định là tôi sẽ làm cho người xem là người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam. Vậy sao? Ừ, tôi cũng bình luận dưới đây luôn nè. Mình chính là Long Hunter đến từ tương lai đây. Nếu mọi người để vào đây xem video đây của mình á, thì mình từng làm và khá bỡ ngỡ khi ngôn ngữ là tiếng Anh. Thì thực chất vào giai đoạn đó mình muốn nhắm đến đối tượng khán giả là người nước ngoài nên là nói tiếng Anh, mặc cho mấy cái lỗi ngữ pháp nên mọi người bỏ qua nha. Kiểu mình ngu tiếng Anh mà cũng nói tiếng Anh cho bằng được á. Ừ, rất là tự tin luôn, rất là tự tin luôn. Rồi cái này chỉ là gameplay bình thường thôi, chỉ là nó là video đặc biệt ở chỗ là nó là video đầu tiên của mình. Hãy coi thôi. Cái video thứ hai của mình đây nè, cũng là cái video đăng sau vài ngày. Đăng cái video này xong cái là mình nghỉ luôn, tại vì người ta không cho mình chơi nữa thì mình quậy mấy người ta quá. Và kể từ lúc làm xong cái kênh Long Hunter không? VM Mobile á. Phải không? Lúc này tôi đặt tên là cái gì? Long Hunter hay là VM Mobile ta? À, Long Hunter phải không? Long Hunter. Thực ra là có cái video mình thông báo là mình đã làm một cái kênh phụ làm về vlog. Và cái video này chính là video đầu tiên mình làm khoảng 3 năm trước. Và cái video này cũng nằm trong cái danh sách mà reaction thế nè. Đây. Ok, đó chính là cái intro huyền thoại của mình nè. Mình không thể nào ghép cái nhạc được tại vì bản quyền. Tiếc quá, cái nhạc này phải nói là cái nhạc rất là hay, mình rất là mê luôn mà không thể nào dục được nữa. Cái gì đây?
đây là video vlog đầu tiên của mình nên nó rất là tệ, nó hơi tệ, rất là tệ luôn á. Thì giảm tiếng nhỏ lại cái coi, nghe nghe irep đó phải không? Tuần lần sau mình quay mình sẽ cầm camera ngang. Trời ơi, cầm camera dọc luôn. Cái quạt kìa, cái quạt đang dùng kìa. Giới thiệu nơi, giới thiệu, gì? Cái quạt có cái quạt kìa. Cái quạt đó, cái quạt không đang dùng luôn luôn. Sao lưng á? Nhà của mình không có. Đúng là nó rồi. Đúng là nó rồi, ông ơi, ông nhận ra hay vậy? Cái quạt sau lưng tôi á. Nhà của mình không đẹp. Nhà của mình không đẹp. Dạ lúc đó tôi chưa bảy giọng nữa. Ừ, 3 năm trước mà. Video nó còn trước cái video vlog nữa. Phải cũng bệnh đồ dữ. Cái nhà này chính là cái nhà bị ngập nè. Bị ngập tôi phải ngủ phía trước cái chỗ để xe á. Làm ok. Ba mẹ mình hiện tại có cái nhà tôi hơi bị kỳ, cái nhà tôi lúc đó thuê hơi bị kỳ á. Họ này mình quay cái vlog của mấy bạn xem. Chứ cái channel vlog của mình á không quay hết. Channel thì vậy không được. Dạ. Ba mẹ mình nhà là ba mẹ mình mở tivi suốt, không để cho mình. Nó nhảm quá. Nó nhảm quá. Ờ thể hiện tiếp. Đúng là Long Hunter flexing. Đừng có thể hiện hoài, ba cái trò tung hứng nè, xây robot nè, thể hiện hoài. Rồi biết tôi làm gì không? Tôi quay robot xong rồi tôi nói là: ê mọi người, nếu ai biết xoay robot dưới 20 giây thì bình luận phía dưới cho mình mẹ đó mày, xoay dưới 20 giây nha, kiểu vậy á. Đó tôi chơi dở rồi. Kêu hỏi ai có ai biết chơi không mà không ai quan tâm hết. Buồn điện. Yeah, no one care. Rồi gì đây chà? Hello, edit. Edit tỉnh vậy ta. Ok. Mấy bạn nghĩ là mình đang ở nhà một mình phải không? Mấy bạn nghĩ mình đang ở nhà một mình phải không? Đây. Tên tên. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Đừng có. Đừng có Illuminati nữa. Tôi nói tụi mình nghiện đó hay gì á. Tôi đây rồi. Mình xin giới thiệu đây. Con chó. Đây là con chó tôi cũng già lắm rồi đó. Nó cũng già lắm rồi đó ông ơi. 2018 nè. Nó bây giờ nó, bây giờ tôi vẫn sống với nó đó. Bây giờ là tôi vẫn sống với nó nha. Nó đang ở dưới nhà tôi á. Nó bây giờ nó vẫn trông y chang vậy. Nó bao nhiêu tuổi rồi ta? Nó sinh năm 2016 nè, lúc này nó khoảng 2 tuổi thôi à. Còn bây giờ nó 6 tuổi rồi. Nó già luôn, quá là già. Quá già. Tên là Gon. Trời ơi. Ok. Cái này là ngồi cho con chó ăn cái thứ lấy. Nó xin bánh cho đã vô nó không chịu ăn. Ôi, quả bánh nó huyền thoại ơi. Ôi, lâu lắm rồi không ăn. Mấy con sâu hả? Ông ăn à? Lâu lắm rồi không ăn luôn á. Quả này huyền thoại với thầy. Đây. Ngon vậy. Con. Đó, thấy xinh không? Thấy xinh đứng vậy xong rồi chắp hai chân lại. Chị Tường nghe. Ăn không? Ăn không? Ăn không? Nhìn đi, tôi ghét nó chỗ là nó xin cho đã vô nó không chịu ăn. Mình sẽ quan sát mấy bạn con mấy bạn nè. Lông nó hơi màu vàng. Màu vàng. Nhiều lông lắm, giống như là bông gòn vậy á. Vãi. Vãi luôn cái. Xin rồi không chịu ăn. Mình ghét con chỗ đó, chỗ đó đó. Nó xin cho đã vô nó chịu ăn, tôi chửi nó hoài gì. Không phải đâu mà lúc nó ăn, lúc thì nó không ăn. Lúc nó có hứng ăn, lúc nó không có hứng ăn. Kiểu vậy á. Rồi này là gãi bụng cho nó cái thứ. Rồi nó còn nó mới không chịu ăn. Rồi outro chung lại cái thứ rồi. Đây chính là cái video vlog chính hiệu của mình. Thử thách ăn hết một chiếc bánh pizza. Cũng là thử thách hả? Rồi cái này là ok đây. Đó là màn hình dọc. Màn hình dọc. Cái này giới thiệu màn hình dọc thôi. Hello, chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Long Hunter đây. Ok, hôm nay mình sẽ làm một cái clip vlog là thử thách ăn hết một cái Dút râu dút râu iPhone screen. Ok, hôm nay mình sẽ dút râu. Dút râu rồi, dút râu rồi, có râu rồi dút không? Ăn hết một cái pizza trong vòng nửa tiếng. Rồi chỉ pizza 6 miếng á mấy bạn. Tôi cũng giơ hai ngón tay nữa, Shit. Thực hiện thử. Bye. Và hy vọng mình sẽ thành công cái thử thách này thôi. Oh, bye. 2000 years later. Oh, vãi. À, cái này chỉ là pizza thứ thôi. Rồi. Cái gì vậy trời? Ông phải xem hết video cho tôi biết video, không sao đặc biệt, cứ xem đi.
dạ cái này ha, cái kia xem coi. Ở dưới à? Có gì đâu, pizza dưới có gì đâu, không bị gì à? No. Pizza dưới bình thường nha. Ông kỳ thị cái gì? Tôi thấy nó ngon mà. Không. Ngon, đó là một sự kết hợp hoàn hảo á, tin không? May cho ông tôi không phải người Ý. Cái gì? Người Ý không ăn pizza dứa hả? Pizza dứa là một sự xúc phạm đối với người Ý. Trời ơi, chị đi kìa, đúng biết luôn á. Ừ. Tôi ăn ngon lành luôn không? Ôi không, nhạc súp mà thơm. Tôi thấy cái gì nhạc EDM là tôi ghép vào, tôi tưởng nó ngầu. Rất là game chi đất. Ok. Ông không thậm chí ông còn không cái speed up cho video nữa. 8 miếng trong vòng 7 phút 18 giây. Mặt khoảng sợ. Ghê quá, ghê. Quá ghê luôn. Còn gì đây? Mình là Long Hunter đây. Có cần phải nói mình là Long Hunter đây không? Ôi không, tôi không biết ông này là ai hết, ông phải giới thiệu bản thân mình. Tôi không biết đâu, no. Ừ. Ok, nãy mình làm thực hiện xong thử thách á. Mình đã về tới nhà rồi. Và khi mình về tới nhà á, trước khi mình quay xong clip ăn lăng visa, mình ăn, đó mình ăn 8 miếng. Xong rồi ba mẹ mình bắt mình ăn thêm 2 miếng nữa, tổng cộng là 10 miếng. Đó, cũng khá là khủng. Mà mình cũng khá, mình ăn mày chắc ngán luôn quá. Và mình ăn không hề ngán đâu rồi, mình, ừ sao ngán được. Ừ, không thể nào ngán được. Gì đây? Rip Long Hunter gì? Rest in peace Long Hunter. À, trời ơi, có cần phải nói ra không vậy? Ai hỏi? Ai là người hỏi? Có cần phải nói ra không? Trời ơi, nhục quá. Nói ra chi trời. Còn cái này là... À cái này bình thường thôi, thử thách quay Rubik bịt mắt nè. Cái này nãy mình cho mọi người xem cái thử thách Rubik rồi mà. Cái này không cần thiết thôi ha. Cái này chỉ là mình quay Rubik các thứ. Rồi lùm la, không có gì đặc biệt hết. Rồ quá, khoe hoài, có cái gì cũng khoe hoài. Còn gì ở đây? Vlog du lịch Mũi Né. Ok thì phải nói luôn cái video này nó cũng khá là đặc biệt, là chính là cái lần cuối mình đi du lịch đó. Lần cuối mình đi du lịch chính là cái video này nè. 3-4 năm về trước rồi nè. Nghĩa là mình không có đi du lịch cũng khá là lâu rồi đó. Mình muốn đi lắm nhưng mà không đi được, chán ghê luôn á Sô. Khá là buồn luôn. Và để coi là hồi đó tôi làm vlog như thế nào nè. Ừ, nhà to vậy. Ok. Nó nhìn hoài niệm quá, tôi nhớ lại cái ngày đó tôi đi chơi vui thiệt á. Yeah. Rồi, vậy đây khúc sau là tôi ghé chạm tôi ăn kem phải không? Cái đù. Gì đây trời? Mình là Long Hunter đây. Như là mình đến trong vòng 4 hoặc là 5 tiếng. Được chặng đường khá là dài. Không dài đâu, 4-5 tiếng thôi mà. Chắc chó thường thường bệnh này. Nên mình tính không đi chung với mình. Và cũng chở theo một con nữa. À đồ nó ăn kìa, đồ quen. Nên nó đói một khác. Bạn nhìn nó uống nước à. Uống nước chung nó đang ăn mà. So way. Và mình nghĩ giờ này còn hơi sớm nên mình sẽ với gia đình mình sẽ đi tới quán ăn để ăn chút cho nó chắc bụng tí. Oh wow, Pepsi. No way. Chỉ là ba cái vlog classic thôi nhưng mà hồi này xài cái điện thoại cục bắp nên quay không được nhiều. Không để ý, cái video có khoảng 8 phút thôi à. Yeah. Quay đâu nhiều đâu, thật ra đi chơi khoảng mấy ngày luôn mà có vài chỗ tôi không quay được là do tiết kiệm bộ nhớ. Rồi. Ồ, sao đẹp nướng phô mai thèm người ta, tôi thèm quá. Ồ, oh, ghê vậy. Cơm hộp này nọ nè. Ồ. Oh. Bự lắm phải không? Bự lắm mà. Ở đây bán tôm hùm khá là rẻ nên ăn khá là ngon. Ồ. Oh. Wow. Không biết. Có mẹ vậy. Hải sản tươi sống luôn. Hải sản tươi sống luôn, quá dữ. Nó nằm ngay cái con cái bờ biển luôn các bạn ơi. Mình có gì là cái resort nằm... của mình ở ngay cái bờ biển á. Ồ đã vãi. Bước ra tới đây là có đó. Biển này mà tắm luôn nè. Rồi tôi quay cái mặt tôi có quay mặt tôi không ta? Ồ, hay là gì ta? Mình nghĩ không biết ai tắm được không nè, không được, chắc không được rồi.
À đủ. Đó mày biết. À nó nằm đó cho tôi cho ba tôi chụp hình đó đó. Hả? Để sao? Trời ơi. Hỏi chứ chó. Riêu. Đi trước bà. Ở đây tàng Liên Xô không ơi, ở đây tàng người Nga không mà tôi sợ lắm. Ở đây thấy người Nga, ở đây tôi thấy có nhiều người nói tiếng Nga lắm, tôi sợ lắm. Xô thích người Nga. Tôi rất là yêu người Nga. Ơi. Mình đang ở một nơi rất là cũng có nhiều cũng có người đầy cát luôn mấy bạn ơi. Nói gì trời? Cát ở hết quay đi. Phan Thiết nè. Phan Thiết đâu ơi. Mình lắm luôn. Giờ chỉ cần gia đình mình chỉ muốn lên đỉnh là đỉnh đó rồi. Rồi chụp hình này nọ thôi rồi lát ngồi xuống. Thì chắc ơi, chỗ này có được gió luôn các bạn. À được. Gió luôn. Gió luôn á. Ồ bây. Đâu đi. Mình thử. Sao giọng ông yêu rap vậy Su? Cái lên cái nó bay mất tiêu nè. Đây để gần á, nãy nó nhỏ không bỏ. Đó, cho gió vậy. Rồi. Ôi. Gió luôn nè. Mày muốn nhìn đâu? Muốn nhìn đâu? Tội bay em luôn rồi. Thôi, shit. Mình cứ ngờ những chỗ này là nó lại gió nó mất vậy đâu. Cái nhạc này. Sao nhạc đó là sao? Nó hoài niệm. Cái gì? Nó hoài niệm. Nhạc cổ điển không không? Là nhạc cổ điển không không? Classic classic rồi, mày lắm classic luôn, quá đỉnh. Quay nắm cắm cảnh mà cứ đậm cầm điện thoại lắc lắc không mà không hiểu sao nữa. Vậy giờ quay chỗ nào không vậy? Quay cát. So oh, it's me. Đừng chai. Đừng tôi cảm ông nói thiệt đó. Nói gì sâu so, nóng bỏng. Ông nói luôn rồi không cần tôi phải nói nữa. Why? Trời ơi. Thì đây nè. Này là nướng đồ khách sạn nè. Wow. Quá ghê luôn. Đã. Đã. Quá ghê món mực sa tế luôn á. Đại bàn ra đồ. Con rùi. Chiều rồi nên mình sẽ đi tắm biển. Tắm chút trong mát thôi mà. Chỉ có gì đâu. Okay. Chỉ điện thoại cho gia đình của mình chụp. Có chuyện nhảm ta, nói cho chuyện nhảm quá. Xe quay vlog cho mấy bạn xem luôn. Chúng ta hai trẻ con ha. Chiều vậy. Cảnh này cảnh này đẹp nha. Khá chiều. Cảnh này đẹp nhưng mà camera không chịu cứt. Đừng nói những lời đau lòng như vậy chứ. Sự thật khá là phũ phàng. Em sao nó lắc chứ? Tại tôi chạy theo con chó. Why? Tại sao lại phải chạy theo con chó? Chó chạy đâu á, tôi chạy theo nó chứ sao? Lẽ nó đi lạc sao trời? Ước nhẹp luôn. Ước nhẹp luôn. Bác sao? Chấm. Chặt bạn của mình. Nào các bạn. Mình đã quay trở lại đây và tóc hoài. Đã tắm biển hơn một tiếng rồi các bạn. Oh shit. Và mấy bạn nhìn nào mình ướt nhem luôn nè. Nên tôi ướt nhem nhem luôn không? Mình chỉ cần ở đây và ăn uống một tí. Xong rồi sáng ngày mai mình sẽ xuất phát đi về. Tại vì mình đã đi khắp chỗ rồi. Những nơi mà đẹp ở Phan Thiết á thì mình đã đi hết rồi. Ok, và hẹn gặp lại mấy bạn một ngày mai. Cái gì vậy? Tôi không nhớ là tôi có quay cảnh sấy khô con chó. Rồi đi về. Đi về. Bạn thì sau bao nhiêu tiếng, cuối cùng mình mới quay về căn nhà thân yêu của mình rồi. Rồi mình đã xa nó chỉ có 2 ngày thôi à, nhưng mà cũng thấy là khá là nhớ. Và cái vlog của mình đến đây là hết. Mấy bạn nhớ like, share và subscribe channel của mình để nhận thêm những video mới nha. Bye.
Đi đâu? Ai biết được nhìn đi đâu? Tụi đó tụi bị cái tật gì á, nhìn lùm la không à? Khi ok, mình đã reaction hết cái list này rồi. Nãy giờ reaction cũng khoảng hơn tiếng đồng hồ rồi, cũng khá là lâu và yeah. Thì đó chính là cái video đặc biệt cho cái năm mới này. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video này thì các bạn hãy cho mình like, một share và đừng quên subscribe cho mình. Và đừng quên cái chuông nhận thông báo được kênh nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye.